nhưng mà anh không có lớn tiếng như vậy. Cái gì mình nói từ từ mình nói. Người ta tôi mua cho anh chứ không nha. Thôi, anh hỏi đi bạn cũng vậy à, thằng ba của lưới này hơn à. Tôi bỏ cho ông ấy hơn 40 hơn bây giờ á. Đúng mặt cái tôi à. Không phải, không có lớn tiếng như vậy được. Tôi cho công an xuống ông nghe hả? Anh mời công an xuống đi. Nhưng mà anh không được vào ông này. Tôi bước vô là thằng nào làm gì đâu. Tôi mời anh ra. Trên tay cầm theo một tấm thẻ liên tục giơ ra trước mặt người quay phim. Người đàn ông trong video clip liên tục lớn tiếng la lối để đòi vào siêu thị. Sự việc người đàn ông tự xưng ban chỉ đạo quận 7 ở siêu thị Aeon City Mart quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đang gây xôn xao dư luận vài ngày qua. Sau khi video clip lan truyền trên mạng xã hội, công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc xác minh làm rõ về hành vi của người đàn ông trong video và về tấm thẻ mà người này dùng để hù dọa nhân viên bảo vệ. Chiều 30 tháng 8, trong buổi họp báo định kỳ của ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tá Hoàng Đình Thạch, Phó trưởng Công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về vụ việc người đàn ông náo loạn tại siêu thị khiến dư luận bức xúc. Thượng tá Hoàng Đình Thạch cho biết, vụ việc xảy ra vào 16 giờ ngày 29 tháng 8 tại siêu thị Aeon City Mart quận 7. Qua xác minh, người đàn ông trong video là ông Hồ Hữu Nhân, sống tại một chung cư ở phường Tân Phú, quận 7. Chiều 29 tháng 8, ông Nhân chở vợ đi siêu thị mua sữa cho con, thì xảy ra sự việc như video lan truyền trên mạng xã hội. Kêu bảo vậy đây! Kêu bảo vậy không thấy tòa nhà này xuống đây! Lăn! Kêu thằng nào bảo vậy đây! Không, mình đừng có dùng từ thần. Nếu chỉ có người lớn, có người nhỏ, mình tự nhiên. Tôi nói nhầm nha, tôi là ban chỉ đạo quận 7 nha. Cái chuyện đó là chuyện của anh. Được cái giấy tờ của ông ra. Xin lỗi anh muốn kiểm tra tôi, anh ra ngoài đường. Ông đưa cái thẻ ngành luôn. Anh muốn tới đây là anh kêu cái địa phương tới đây nè. Chứ không phải là tôi là địa phương ở đây nè. Cái chuyện đó chuyện của anh. Tôi quản lý cho bạn đây nè. Ông biết tôi không? Nè, anh kêu khẩu trang lên nói chuyện với tôi. Nè, không đàn cho ông chụp hình tôi vô. Chụp hình tôi vô. Sau khi tiếp nhận vụ việc, công an quận 7 đã vào cuộc điều tra xác minh. Thượng tá Hoàng Định Thạch cho biết, ông Hồ Hữu Nhân không phải là thành viên của ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận 7 hay bất cứ tổ chức nào về phòng chống dịch. Về tấm thẻ mà ông Nhân sử dụng để hù dọa bảo vệ siêu thị, lãnh đạo công an quận 7 cho biết, qua làm việc, ông Nhân trình bày thẻ này được bạn tặng. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ. Chiều 30 tháng 8, liên quan đến vụ ông Hồ Hữu Nhân tự xưng là ban chỉ đạo quận 7 gây rối tại Aeon City Mart, mạng xã hội cũng lan truyền hình ảnh về thẻ công tác viên, được cho là của ông Hồ Hữu Nhân đưa ra để lớn tiếng với lực lượng an ninh siêu thị. Theo đó, thẻ này có nội dung do Tổ chức Tình nguyện Quốc tế SJ Việt Nam phối hợp cùng Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an và Viện Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam cấp. Chiều 30 tháng 8, trả lời báo Thanh Niên, Tổ chức Tình nguyện Quốc tế SJ cho biết, Tổ chức Tình nguyện SJ không có ai cộng tác mang tên này và đại diện tổ chức cho hay đã báo cáo sự việc về tấm thẻ lan truyền trên mạng xã hội đến cơ quan công an. Tôi.